Một bạn có hỏi, hiện tại tôi đang uống thuốc của lương y Nguyễn Thị Nghê ở Hòa Bình, không biết là trong vị thuốc của lương y này có thành phần cây dây thiều canh hay không. Bây giờ tôi muốn dùng thêm cây dây thiều canh thì có ảnh hưởng gì hay không nhà thuốc? Chào bạn, sử dụng cây dây thiều canh để hạ đường huyết là một trong những phương pháp được rất là nhiều bệnh nhân tiểu đường áp dụng hiệu quả trong thời gian qua. Một điều đặc biệt là cây dây thiều canh rất là an toàn khi sử dụng. Nếu bạn đang sử dụng thuốc Bắc, thuốc dân tộc hay là thuốc Tây thì bạn vẫn có thể sử dụng thêm cây dây thiều canh được bình thường bạn nhé. Lưu ý là khi sử dụng thuốc Bắc thì để đảm bảo an toàn thì bạn nên cách so với thời gian uống cây dây thiều canh là khoảng 1 tiếng đồng hồ. Lưu lượng dùng cây dây thiều canh là khoảng 30g một ngày dưới dạng sắc nước uống bạn nhé. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.